Upon that list, but you said, what you wanna go and what you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Là rất là hân hoan chào đón các bạn sinh viên mới. Một thêm cái cảm giác nữa là bồi hồi nhớ lại cái thời mà chúng tôi, chính bản thân chúng tôi cũng là những tân sinh viên. Dạ. Chờ đợi rất lâu mà hơi chán vì vừa đến bị bảo các cô đi nghỉ rồi, bây giờ lại phải trèo đi. Rất là vui, vui và xúc động. Phải tin nổi, em không tin được em bảo anh. Cái gì cũng giỏi. Mình muốn mình sẽ trở thành người nổi tiếng giống kiểu có Mỹ Linh này, Kỳ Duyên này. Thả thế thì chắc chắn là sẽ có thể đấy ạ. Rất là ít bạn nam. Và tớ nghĩ là các bạn nam ở đây thì sẽ nói chung là sẽ bị kiểu gay đấy. Tại vì nhiều bạn nữ quá. Nên là khả năng có gấu ở đây thì khả năng là đánh. Mình có gấu rồi. Trước cả gần mạng gần 40 câu lạc bộ nha, chị em thì sale về các cái câu lạc bộ hỏi thì mong em là bình tĩnh để lựa chọn chỉ một số lượng một giới hạn từ 1 đến 2 câu lạc bộ mà cảm thấy thật sự hợp với tính cách của mình để đi vào. Tại vì việc lựa chọn được câu lạc bộ đúng hay không ngay từ ngày đầu tiên vào đại học ấy sẽ là một bước quyết định vào cái trải nghiệm của em ở trường đại học Ngoại thương sẽ thật đúng năm. Thực ra thì các em hay kiểu hay hỏi là làm nào để mà vẫn cứ không có người là và giữ học ích, thì với tư cách là một người thì vừa vẫn được học bổng nhưng mà vẫn là chưa được một nhà bên cạnh chính em hoặc một phần tổ chức bên cạnh chính em, thì chị chỉ muốn nói là kiểu bản thân em ít được đặt ra những giới hạn nào cho mình cả ấy, các em hãy tự tin là chính bản thân mình là tự tin các cái điểm mạnh của mình phát triển nó chứ đừng kiểu tự đặt ra một cái giới hạn cho mình ấy. Thì chị tin là tất cả mình là mình đều có thể tìm ra một nơi phù hợp với mình, dù là nên học hay là dù có muốn thêm hay là dù là bạn gọi là có thể nhấn mạnh thì hãy làm tốt nhất để bắt đầu từ ngày làm được. Và nếu mà làm được tốt cùng nhiều việc cùng một lúc thì càng tốt, cố lên em. Xin chào, tớ là Các Lăng Sáu. Xin chào ngoại thương. Anh em ơi, 2 3 2 3 Các Lăng Sáu 2 3